Đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay chơi với khung thành là thủ môn Đặng Văn Lâm. Các hậu vệ gồm có Phan Tuấn Tài. Còn trên màn hình của chúng ta đang là 11 cầu thủ đá chính của đội tuyển Singapore ở trận đấu ngày hôm nay. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu giao hữu quốc tế giữa hai đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Singapore đã bắt đầu. Trong hiệp 1 của trận đấu này, đội tuyển Việt Nam của chúng ta trong bộ trang phục màu đỏ là những người bảo vệ vào sân bên phía tay phải màn hình của quý vị khán giả. Văn Quyết vẫn còn, bóng vẫn trong chân cao thủ áo đỏ. Đánh đầu! Đường chuyền rất tốt từ bên phía cánh trái của Phan Tuấn Tài, chỉ tiếc là Nhâm Mạnh Dũng đã không thể chạm được chân vào bóng ở trong khu vực 5m50. Một pha phối hợp giữa những người đồng đội của nhau ở cấp độ câu lạc bộ. Nếu như vừa rồi Nhâm Mạnh Dũng sử dụng đầu để dứt điểm thì có lẽ là tình huống sẽ trở nên nguy hiểm hơn. Đây là pha bóng mà hậu vệ cánh trái của đội tuyển Singapore đã có một tình huống chơi khá tiểu xảo, nhưng cự ly là khá xa về phía khung thành của thủ môn Sunny. Nguy hiểm. Văn Quyết thực hiện tình huống treo bóng bổng khá tốt. Đã có những thông tin là một số tuyển thủ của chúng ta bị nhiễm Covid, nhưng vừa rồi chúng ta có thể thấy rằng các tuyển thủ, những cầu thủ rất quan trọng của chúng ta lúc này vẫn đang ngồi trên sân để theo dõi trận đấu. Như vậy là họ vẫn hoàn toàn có thể khỏe mạnh và thi đấu trận đấu tiếp theo. Chỉ có Xuân Trường và Văn Thanh. Sahiran. Cú đánh đầu phá bóng của Bùi Hoàng Việt Anh. Nguy hiểm. Cú sút bóng tìm tới góc cao nhưng đã không gây giá bất ngờ với thủ môn Đặng Văn Lâm. Đá phạt cho đội tuyển Việt Nam. Văn Quyết bị phạm lỗi. Coi! Rất tiếc. Lại là một tình huống phối hợp đá phạt bài bản nữa của Văn Quyết. Nhưng Bùi Hoàng Việt Anh đã không thể chạm được chân vào bóng. Pha phối hợp giữa hai người đồng đội ở câu lạc bộ Hà Nội, Văn Quyết và Bùi Hoàng Việt Anh chắc chắn là rất hiểu nhau. Và vừa rồi là một pha phối hợp ăn ý giữa họ. Không hề có lỗi việt vị của Bùi Hoàng Việt Anh. Sahiran rất nguy hiểm. Chúng ta thấy được khả năng thực hiện những quả đá phạt của Sahiran là nguy hiểm như thế nào. Và vừa rồi là một cơ hội rõ rệt đầu tiên kể từ đầu trận dành cho đội tuyển Singapore. Và người băng vào dứt điểm bằng đầu không ai khác, đó chính là trung phong cắm Inhan Fandi. Đó là một quả tạt rất khó chịu. Và đây có lẽ sẽ là miếng đánh mà Singapore. Haris Harun, Sanizan và Anumathan. Lợi thế cho đội tuyển Việt Nam. Tuấn Tài đánh đầu không vào, và đó là quả tạt của Tuấn Tài cho Nhâm Mạnh Dũng. Một phương án tấn công mà chúng tôi cũng đã dự báo từ trước. Đây sẽ là một miếng đánh mà đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể sử dụng nhiều. Rất hiểu ý nhau. Thế một lần nữa chúng ta lại thấy được cầu thủ trẻ mang áo số 16 của đội tuyển Việt Nam, Phan Tuấn Tài, tỏ ra lợi hại như thế nào với những đường chuyền từ bên phía cánh trái vào trong khu vực 16m50. Nhâm Mạnh Dũng đã có một tình huống bật cao. Và Nhâm Mạnh Dũng là những người đồng đội với nhau ở cả câu lạc bộ Viettel, đội tuyển U23 Việt Nam và bây giờ là ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Rất nguy hiểm. Đây thực sự là một phần thưởng xứng đáng dành cho Văn Quyết. Vâng, và đương nhiên một trong những người hạnh phúc nhất đó chính là bà xã của Văn Quyết đang trực tiếp có mặt tại sân vận động Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm qua thì vợ Văn Quyết cùng với em gái của mình và là vợ của trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã bay vào Thành phố Hồ Chí Minh để cổ vũ cho những người chồng của mình. Và vừa rồi chúng ta thấy ngay ở cơ hội dứt điểm đầu tiên trong trận đấu, Văn Quyết đã thành công một cú sút quyết đoán ở ngoài khu vực 16m50. Bóng đi căng chìm và hoàn toàn khiến cho thủ môn Hasasani phải bó tay. Chúng ta hãy cùng xem lại. Quá tuyệt vời. Một pha dứt điểm rất bình tĩnh và lạnh lùng của Văn Quyết. Đây là một phần thưởng rất xứng đáng với những nỗ lực bền bỉ không biết mệt mỏi của Văn Quyết. Một cơ hội bóng bổng dành cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Nguy hiểm. Vẫn còn. Như vậy là đã không thể có được bàn thắng thứ hai. Người nhận bóng cuối cùng đã ở trong tư thế việt vị, đó là Phạm Tuấn Hải. Cú
Được chuyền của Châu Ngọc Quang. Đây! Đã có va chạm giữa Châu Ngọc Quang và thủ thành Hassan Sani là người vào sân để thay thế cho vị trí của Tuấn Anh. Vẫn là Tấn Tài. Phút thứ năm của hiệp thi đấu thứ hai, chúng ta đã có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Một cú sút ở góc không rộng và rất quyết đoán của Nguyễn Thanh Nhân. Thanh Nhân đã có một màn ra mắt có thể nói là hết sức ngọt ngào trong áo của đội tuyển quốc gia. Tình huống chạm bóng gần như là đầu tiên của tiền vệ này và anh đã có một cú ra chân đầy quyết đoán. Những cầu thủ trẻ, những nhân tố mới và sự trở lại của một cầu thủ kỳ cựu, dày dặn kinh nghiệm như Văn Quyết ngày hôm nay đã đáp lại sự kỳ vọng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng dẫn tới bàn thắng thứ hai. Một tình huống đâm bóng ra của thủ thành Hassan Sani đúng với đà băng vào của Thanh Nhân. Anh tung một cú sút rất căng. Bóng đi treo góc cực kỳ hiểm hóc. Quá tuyệt vời. Cú sút của Thanh Nhân đã ngược với hướng di chuyển. Được trao gửi niềm tin. Bùi Hoàng Việt Anh. Vẫn là cơ hội. Đó là cú sút xa của Phạm Đình Duy. Trước đó thì các cầu thủ của chúng ta đã quan sát phản ứng của trọng tài Clifford vì không biết là tiếng còi thổi phạt có vang lên hay không. Nhưng cuối cùng quyết định và bây giờ sẽ là hai sự thay đổi người tiếp theo bên phía đội tuyển Việt Nam. Đình Duy cũng chuyển rất tốt. Rồi. Không được. Một pha triển khai tấn công khá mạch lạc của đội tuyển Việt Nam. Và đó lại là tình huống dâng cao của Thanh Nhân. Một pha lên bóng giữ đúng nhịp. Thanh Nhân băng lên. Halim. Nguy hiểm. Bóng đi chệch cột dọc. Lại là sự xuất hiện của Ihan Fandi. Vừa rồi có lẽ là cơ hội đáng chú ý nhất của đội tuyển Singapore trong trận đấu này. Và đó lại là cơ hội của Fandi. Nhưng ở tình huống này thì Thái Lịch. Nhâm Mạnh Dũng. Phạm Văn Đức. Cơ hội. Anh đâu. Và tỷ số là 3-0. Và ghi bàn của những cầu thủ trụ cột của các câu lạc bộ tại V-League. Một lần nữa chúng ta lại thấy hậu vệ Hồ Tấn Tài có duyên ghi bàn như thế nào. Những công không nhỏ thuộc về tình huống quan sát và chuyền bóng của Phạm Văn Đức. Phạm Văn Đức đã chơi đồng đội. Anh quan sát thấy Tấn Tài ở một vị trí thuận lợi và thực hiện được chuyền bóng bổng để cho Tấn Tài đánh đầu vào góc rất hiểm. Cú đánh đầu bóng đi không căng nhưng lại sát với cột dọc khung thành của Hassan Sani và lần thứ ba lưới của đội tuyển Singapore bị rung lên ở trận đấu này. Phan Văn Đức đã chứng tỏ được giá trị của mình bằng quả tạt bóng vừa rồi. Một quả tạt có thể nói là tạo điều kiện vô cùng thuận lợi, một đường chuyền như đặt dành cho Tấn Tài. Rõ ràng là Phan Văn Đức vẫn là một Tấn Tài. Đường chuyền hơi non. Một đường chuyền hơi chủ quan của Hồ Tấn Tài. Rất may là Đặng Văn Lâm, người đồng đội của anh ở Top Lane Bình Định đã kịp thời băng ra. Như vậy là sự chờ đợi chúng ta đang hướng tới đã tới. Đình Duy. Rất hay. Cơ hội. Cơ vào. Quá đáng tiếc cho Phạm Văn Đức. Một tình huống ngả người vô lê với một cơ hội rất rõ ràng. Mặc dù vậy thì trọng tài vừa rồi có lẽ xác định là bóng đã ở bên ngoài sân. Tại Đại hội V-League năm 2022, Phạm Văn Đức cũng đã có một tình huống ngả người để bắt vô lê ghi bàn rất đẹp mắt. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Có lẽ là trọng tài xác định nỗ lực đi bóng xuống đáy biên của Phạm Đình Duy, bóng ở bên ngoài sân. Dù sao, cơ hội phản công dành cho đội tuyển Việt Nam. Đình Duy. Tốc độ của Đình Duy.
thêm một tình huống nữa. Đình Duy, và như vậy là đã có bàn thắng thứ tư. Khất Văn Khan, một sai lầm của hậu vệ đối phương đã giúp cho Khất Văn Khan ghi bàn thắng rất dễ dàng với một pha chạm bóng ở trong khu vực 5m50. Tưởng như pha xuống bóng trước đó của Đình Duy đã không thể mang lại cơ hội nguy hiểm dành cho đội tuyển Việt Nam, nhưng sự chủ quan của hậu vệ đối phương đã tặng cho Khất Văn Khan, đội trưởng của đội tuyển U20 Việt Nam, người cùng với Quang Hải là hai cầu thủ hội quân muộn nhất cùng với đội tuyển Việt Nam đã có được bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Sai lầm là của đội trưởng Haris Harun. Một bàn thắng có phần may mắn, tuy nhiên đó lại là một món quà dành cho Phất.